Tên a mông u à nhầm lộn a mông ơ ta da da. Đây xin giới thiệu với bạn, đây chính là hai bức tượng a mông ếch mà mình mới vừa gọi là kiếm được nè bạn ơi. Mấy bạn thấy nó đẹp không? Chứ mình thấy nó xấu quắc rồi bạn ơi, tại vì nó không được trang trí hay gì hết. Hả gì gì, cho tôi hỏi câu được không? Hỏi đi. Sao áo quần ông gớm vậy? À, trời ơi, chết tôi rồi, hồi nãy tôi quên áo quần rồi. Hồi nãy tôi đi quay video mà tôi quên chuẩn bị áo quần, tôi lỡ mặc nhầm cái bộ đồ của ai rồi. Thôi tôi phải đi tôi thay lại mới được. Trời ơi, cái bộ đồ này nhìn ghê quá. Trời ơi. Rồi, ok bạn ơi, mình đã thay đồ lại nè. Bây giờ mình đã đẹp trai lại nè bạn ơi. Đó, thấy chưa, thấy đẹp trai chưa? Mình nhớ ra rồi. Đẹp là rồi. Do là hôm bữa Sammy bả giận mình cho nên là bả không giặt quần áo cho mình. Thế là mình không có bộ đồ nào mình mặc hết. Mình phải kiếm đại cái bộ quần áo rách rưới để mình mặc mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. Thôi không sao, bây giờ mình có đồ lại nè, đẹp trai hơn nè. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay nè, mình đã quay trở lại để làm thêm một video Mini World mới cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký hội cho kênh YouTube của Sammy Noob. Hello, nha anh em nha. Tôi sắp 600k. Ông ơi, tôi sắp 600k rồi. Gì? Sammy sắp được 600k subscribe hả? Ghê vậy. Trời ơi bạn ơi, bạn hãy nhớ 599 luôn hả? Ghê vậy. Trời ơi mấy bạn ơi, bạn nhớ hãy đăng ký ủng hộ cho Sam để cho Sam lên được 600k subscribe luôn nha bạn nha. Đó, để cho Sam lấy được nút vàng luôn, cho Sam chịu sập luôn ạ. Ok. Rồi, thì hôm nay đó bạn ơi, mình đã mời Sammy vào trong đây để chơi chung với mình một cái con mini game khá là hay, đó chính là mini game gì Sam biết không? Không biết. Cái này vào sơn màu chứ đâu mini game trời. Trời ơi trời, thì mini game sơn màu chứ còn gì nữa các bà này. Trời ơi trời. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào đây, chúng ta sẽ cùng nhau sơn màu con a mông ếch nha các bạn nha. Có bạn nào lúc nhỏ có chơi cái trò tô tượng không? Đó, nếu như bạn nào có chơi trò tô tượng nhớ bình luận cho mình biết nha. Ngày xưa mình rất là thích chơi trò tô tượng luôn, cho nên hôm nay mình quyết định gọi là vô hôm nay tô tượng a mông ếch ở trong game mini world bạn ơi. Đó, ok. Rồi, bây giờ Sam chọn một trong hai con nè, Sam chọn một con đi. Rồi tôi chọn bên trái, không chọn bên phải đi. Ok à. Rồi, vậy tôi lấy con bên này nha, Sam con bên kia nha. Bây giờ nè, chúng ta không được trang trí tầm bậy bạ mà chúng ta phải trang trí theo màu của chúng ta, hiểu không? Có nghĩa là tôi màu xanh dương nè, thì tôi sẽ trang trí con của tôi màu xanh dương. Sam màu xám thì Sam phải trang trí thành màu xám. Và trang trí làm sao cho nó giống như là con nhân vật của Sam, hiểu không? Hiểu. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào công việc gọi là trang trí và xây dựng thế nào. Let's go. Ok. Thì đầu tiên hả bạn ơi, thì mình sẽ cần phải tô màu cho nó nha. Bởi vì mình là màu xanh dương cho nên mình sẽ tô màu cho con này thành màu xanh dương luôn nha. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái quả bóng màu này. Sau đó mình sẽ chọn màu xanh dương. Đây, màu này đi. Màu này đẹp không ta? Ờ, màu này đẹp nè. Đó. Sau đó mình sẽ tô xung quanh người nó nha. Đấy, tô nè. Đấy. Lúc mà còn nhỏ Sammy có hay chơi trò tô tượng không? Ờ đang ơi, tôi hồi luôn á. Đúng rồi, chỗ của tôi á, mỗi lần mà người ta có mấy cái gọi sao ta, mấy cái hội chợ người ta đến á, thì thường hay là người ta có mấy cái trò tô tượng á. Trời ơi, ngày xưa tôi thích trò tô tượng lắm. Mà tôi tô xấu quắc rồi. Tô đẹp không? Tôi tô xong cái tôi đem giật luôn. Đất ơi. Tôi tô xong cái nào tôi đẹp lắm luôn á. Tôi tô xong cái nào tôi đem cái tôi dục luôn, bởi vì nó xấu quá, không ai dám chưng hết đấy, kiểu vậy. Ok bạn. Rồi, mấy bạn tô tượng có đẹp hay không thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ ngày xưa Phong tô tượng là Phong tô xấu quắc à, cái nào cũng xấu quắc à, không có cái nào đẹp hết. Mỗi lần tô xong là đem về nhà là dục luôn chứ không có dùng được, bởi vì nó màu tùm lum la hết á. Ok. Nè, mình đã sắp gọi là sao ta? À, sơn xong hết cái người con a mông ú của mình rồi nè. Đấy, mình thích gọi là a mông ú hơn, bởi vì nhìn con này nó ú ú nhìn cụ te á bạn ơi. Nè, ok. Rồi còn Sam ở đâu rồi? Sam trang trí gì lâu quá vậy? Trời ơi, tôi tô bằng cái sống nào không? Bây giờ tôi mới lấy cái trứng tôi đôi nè. Trời ơi, đất ơi. Trời ơi trời, Sammy nướp quá bạn ơi, sử dụng cái trứng tô cho nhanh hơn không? Ok, rồi, tiếp theo nữa là cái kính của con a mông ú chúng ta là nó phải màu đen các bạn hiểu không? Cho nên mình sẽ lấy cho mình một cái cây súng ra nữa để mình trang trí. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chọn màu đen nè. Màu đen đen này đi. Để màu này cho nó đen thui lùi luôn. Đó, trang trí vô. Đấy, mày thấy con a mông ú của mình bây giờ nó bắt đầu nó giống trong game hơn chưa? Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cho nó một cái vệt sáng sáng ở chỗ này thế này nè. Tại vì trong game nó cũng có cái vệt sáng sáng chỗ này. Đấy, đó, mấy bạn thấy con a mông ú của mình xịn sò con bò chưa? Nhưng mà chưa hết đâu nha. Đâu phải là chỉ có tô màu vậy là xong đâu đúng không các bạn? Chúng ta còn phải trang trí thêm cho nó nữa. Thì đầu tiên nữa mình xem coi
Cái con nhân vật của mình á thì nó có một cái kính màu đỏ trên đầu, cho nên mình sẽ trang trí cho con ao bông ú này một cái kính màu đỏ nha. Mình sẽ lấy cho mình cái khối màu đỏ nè. Sam ơi, Sam có quyền được trang trí nha. Sam có thể trang trí cho nó, nó là con gái đúng không? Sam có thể trang trí cho nó một bông hoa trên đầu chẳng hạn. Đó, cứ kiểu vậy. Ấy ok. Rồi bây giờ tôi, con nhân vật của tôi là có đeo kính nè, cho nên tôi sẽ trang trí cho con ao bông ú của tôi là nó đeo kính luôn, để cho hai người, người nào cũng đẹp trai với nhau hết. Ấy ok. Rồi, trang trí một cái mắt kính nha các bạn nha. Ồ, lên như thế này này. Sau đó là qua đây. Rồi, ok, có xong cái mắt kính này nè bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là xây thêm một cái vòng tròn xung quanh nữa nha. Đấy, giống như kiểu là cái kính của mình đó bạn coi nè. Đó, thấy không? Nó cũng có cái vòng tròn màu đỏ nó bó quanh cái đầu của mình nè. Thì cái này mình cũng sẽ xây vậy luôn. Đấy, ok. Các bạn thấy con nhân vật ao bông ú của mình càng lúc nó càng giống mình không? Nó đẹp trai giống mình đó bạn ơi. À, là okay. Ông làm y chang Mini World hả? Đúng rồi, tôi làm y hệt như nhân vật Mini World tôi luôn. Đấy, đẹp chưa? Rồi ok, tiếp theo nữa nè, là mình nghĩ rằng là mình sẽ trang trí thêm gì nữa ta. Trên cổ của mình đang đeo một cái chuông màu xanh lá cây. Đấy, mình sẽ trang trí cho nó thêm một cái chuông màu xanh lá cây nha các bạn nha. Ok, mình sẽ vào đây, mình lấy cho mình cái khối màu xanh lá cây nè. Đấy, con nhân vật ao bông ú càng lúc càng đẹp trai giống Phong luôn. Ok, bỏ vào đây thế này. Rồi, trang trí cho nó thì chúng ta sẽ, cái vòng cổ chúng ta sẽ xoay nguyên một cái vòng tròn xung quanh cổ như thế này. Đấy, ok. Ơi, vậy là con nhân vật ao bông ú của mình nó có cái vòng cổ này này. Đó, nhìn cute phô mây que con gà tre chưa. Rồi, tiếp theo nữa là trang trí cho nó thêm gì nữa ta. Mình thấy hình như là cũng đủ hết rồi đúng không ta. Để xem coi. Đúng rồi, còn một con gấu ở sau lưng nữa. Con nhân vật của mình các bạn xem nè. Đó, nó có một cái con gấu ở sau lưng nè bạn ơi. Mình sẽ trang trí cho con ao bông ú của mình một con gấu ở sau lưng nữa nha. Đấy, ok. Hình như là trên cái quần của mình nó có cái vệt màu vàng vàng nè. Đấy, rồi ok, bây giờ mình sẽ bay xuống đây nè. Mình sẽ trang trí cho nó một cái gọi là con gấu ở sau lưng nha các bạn nha. Mình sẽ lấy cho mình cái khối màu của con gấu nè. Là màu nào giờ ta, màu nào trang trí con gấu cho nó đẹp đây trời. Rồi ok, có khối này trang trí làm con gấu được nè. Bây giờ mình sẽ xây một con gấu ở sau lưng nha. Mình sẽ xây cho con gấu một cái đầu nè. Đấy, một cái đầu con gấu. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là tới lượt cái mình của con gấu. Mình sẽ trang trí xuống dưới luôn. Trang trí xuống dưới luôn. Trời ơi, trang trí gì mà luôn hả? Trời, có gấu đồ luôn. Trời đúng đó. Rồi, tôi trang trí phải chuyên nghiệp chứ. Trời là trời, đấy, thế này. Nhưng mà tôi xây thì hơi xấu cho nên là không biết nó có đẹp hay không đây. Nhưng mà tôi trang trí đại thôi. Ok, rồi. Đặt ở đây. Ôi chết, tôi đập lỗ rồi. No, bởi mất con ao bông ú của tôi rồi. Từ từ, tô lại. Đấy, ok. Rồi, trang trí vô này. Ồ, rồi con gấu là phải có hai cái lỗ tai. Mình sẽ trang trí cho nó hai cái lỗ tai thế này. Đó, ok luôn. Rồi, để xem con gấu nó có gì nữa nha. Con gấu nó có mắt mũi miệng. Đúng rồi, mình phải trang trí cho nó mắt mũi miệng chứ. Chẳng lẽ không cho nó mắt mũi luôn đúng không? Ok, lấy một cái mũi cho nó nè. Đấy, đập chỗ này ra, gắn vô. Và trang trí cho nó thêm hai con mắt. Thì mình sẽ lấy cho mình hai cái khối màu đen để làm hai con mắt cho nó bạn ơi. Đó, hai con mắt. Đây, thấy chưa? Cute phô mai que liền. Đấy, vậy là con ao bông ú của mình đã được hoàn thành rồi các bạn ơi. Ủa mà khoan, hình như mình thấy nó còn thiếu cái gì á ta. Để xem coi. Đúng rồi, con nhân vật của mình thì ở trên cái bộ quần áo của nó bạn coi kìa, thấy không? Ngoài cái chuông ra thì nó còn có một cái đường hoa văn màu vàng nữa. Cho nên là mình sẽ trang trí cho con nhân vật của mình một cái đường hoa văn màu vàng luôn nha. Giống như kiểu là con ao bông ú của mình nhìn giống như là nó đang không mặc quần đó bạn. Mình phải trang trí cho nó thêm cái quần. Đấy, ok, tô vào đây này. Đấy, mình sẽ tô cho nó cái quần nha. Đấy, một cái đường hình như thế này là sẽ biến thành cái quần ngay. Đấy, ok, trang trí qua, trang trí qua. Đấy, ok, rồi xong. Đấy, tô là chỗ này, cái chỗ này bị lỗi rồi. Ao bông ú phiên bản Phong Cận TV đã hoàn thành. Khoan, từ từ để xem coi Sam sao rồi. Trời ơi, Sam trang trí cho nó nguyên một cái gọi là chùm tóc luôn hả? Chùm tóc tôi đúng to luôn á trời. Ê, đúng nè. Rồi, con nhân vật của Sam trong Mini World nó cũng có cái chùm tóc nè. Để Sam trang trí con ao uống nguyên chùm tóc luôn. Wow, ghê. Đó, chung là hai con nào cũng đẹp hết bạn ơi. Rồi thì chúng ta sẽ chờ Sam xây xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm nha. Ten 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 ten.
xin giới thiệu với mấy bạn, đây chính là kết quả sau khi mà mình với Sam đã gọi là xây xong cái tượng A Mông Ú rồi nè các bạn ơi. Đó, và mấy bạn nhìn nè, cái mắt kính của mình thì mình đã thay đổi chỗ này thành màu xanh dương rồi, tại hồi nãy mình thấy cái mắt kính của Sam trang trí màu xanh dương nhìn đẹp quá, cho nên mình bắt chước theo mình trang trí chỗ này luôn, được không Sam? Được, đẹp. À, ok rồi, thì mấy bạn hãy xem đây, đây là tượng A Mông Ú của mình, thì nó có mắt kính màu đỏ giống như mình nè, đó thấy không, và nó có thêm cả một cọng dây chuyền màu xanh lá cây giống như mình nè đó, và sau lưng của nó cũng có một con gấu bông giống như mình luôn, mặc dù con gấu bông này nhìn nó hơi gớm xíu. À, ok rồi, cái tượng A Mông Ú của Sam á thì là con gái, cho nên là có hai cái má hồng hồng nè, đã thấy không, và nó cũng có một cái gọi là một cái băng ron đeo trên đầu có hình con mèo giống như Sam. Sam đâu rồi, để coi coi. Đây bạn coi đây, đó. Bạn coi cho trên đầu Sam nè, cũng có một cái băng ron hình con mèo, thấy không? Đó, ok. Và con A Mông Ú này nó còn có thêm một cái gọi là một cái tóc đuôi gà, đấy không? Một cái tóc đuôi gà như thế này nè. Ok, nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi, và đằng sau lưng của nó cũng có thêm một cái con gấu bông mấy bạn ơi. Đó. Và thế là con nhân vật A Mông Ú phiên bản Sammy đã được gọi là ra đời. Còn đây là con nhân vật A Mông Ú phiên bản Phong Cận. Sao ơi, bà làm gì vậy? Đang làm trái tim. Trời, làm hình trái tim ở giữa hai con luôn hả? Trời ơi trời. Đúng rồi. Đó, trái tim nè. Ờ, trái tim gì đâu mà xấu quá vậy. Ủa, không đẹp á. Ủa, trái tim gì à? Đâu mà nó lệch qua bên nhìn nó xấu quá nè. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là hai con nhân vật A Mông Ú rất là dễ thương luôn mấy bạn ơi. Nhân vật A Mông Ú của Sam thường thường nhân vật A Mông Ú nó phải đầu nó phải cái đầu nó phải là đầu chọc, nhưng mà Sam lại gọi là cho nó thêm một cái búi tóc nữa bạn ơi, trời ơi trời. Ok rồi, thì đây là hai con nhân vật A Mông Ú của mình và Sammy. Mấy bạn thấy con nhân vật nào đẹp hơn thì bạn hãy nhớ chấm điểm cho người đó nha. Và nếu như bạn thấy hai con nhân vật A Mông Ú này đều đẹp thì bạn hãy chấm điểm cho cả hai bọn mình được 10 điểm luôn nha. Và chấm điểm bằng cách nào? Chấm điểm bằng cách là hãy nhấn vào nút like, share và subscribe, và đừng quên là hãy comment số điểm của mọi người ở bên dưới nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Sam thấy con A Mông Ú của tôi đẹp không? Đẹp, A Mông Ú tôi đẹp không? Đẹp, rồi ok rồi, ai cũng đẹp hết. Ok, bye bye, tạm biệt mọi người, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.